đầu tiên à? Để em cho, em làm trước cho anh coi cho. Rồi, nha. Em làm đi. Rồi. Rồi, xin mời anh Zen. Anh lướt một vòng cho em coi đi. Rồi, chúng ta hãy lướt một vòng để chọn ra gương mặt nè. Ôi, cái khuôn mặt đó lạ. Bé áo đen, mặt tươi quá à. Vui, 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 đó, đó. 10 giây dành cho Thu Trang, bắt đầu. Mỉm cười ơi kìa. Em tên gì? Chị tên gì? À, cười ơi. Chúc mừng bạn được một điểm. Tiếp tục, thành viên tiếp theo. Trang ơi, tăng đô lên Trang ơi, hiền quá. Trai mặt căng quá. Trời, vừa nói trai, anh cười rồi kìa. Đây. 10 giây chơi. Em đẹp không anh? Dạ. Dạ, chúc mừng. Mời anh. Giờ chú để ý con dữ lắm rồi. Làm gì căng dữ vậy con? 10 giây dành cho Lê Tùng, bắt đầu. Hai chú cháu mình giống nhau ha. Giống lắm. Dạ. Như thế là giống con cười. Giống. Con cũng hói giống chú mà. Thôi. Cười rồi. Như vậy là đã cười rồi. Vâng, miệng đã dính dính rồi. Nó không chịu nổi đâu. Anh biết tiếp theo xin mời anh. Anh sẽ chọn ai ạ? Đây đi. Ủa, không phải bên này, bên này. Rồi. Vâng. Vui vẻ coi làm gì mắc cỡ gì. 10 giây dành cho anh Thanh Tùng, bắt đầu. Mặt không có mụn nè. Không có mụn là mặt đẹp nè. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng nha, có vẻ như đội của chúng ta không gặp nhiều thử thách lắm. Ở phần thi này thì cả hai có những người là bật cười ra thành là khoe cả hàm răng. Nhưng có những người mím mím môi thì chúng tôi cũng tính là một điểm. Và như vậy ở lượt thi đấu này họ đã ghi được tối đa là 4 điểm. Xin chúc mừng. À, bây giờ sẽ là khó khăn dành cho đội còn lại, đó là đội của chị Thúy Nga và anh Khánh Nam. Xin mời. Ai ta? Ai dễ cười ta? Đâu mấy bạn nào dễ thương đâu, cười cho mình coi cái coi. Đó, em bé có hai con mèo đó đó. Trời ơi, nụ cười cái hàm răng tươi quá nha. Rồi. 10 giây dành cho chị Thúy Nga, bắt đầu. Chào em. Trời ơi. Chú cảm thấy rất là hối hận đi trời quá. Trời ơi, nãy giờ. Ôi em cười dễ thương quá, ai dám yêu cưng. Rồi chị sẵn sàng chưa? 10 giây dành cho chị Thiết Nga, bắt đầu. Em có cái đầu giống Thanh Tùng quá. Này tôi quen lắm nè. Sao vậy? Cười lên coi. Cú à. Không cười à. Rất là tiếc là chị Nga đã không đi được điểm ở thí sinh này. Xin mời anh. Rồi anh Thiên Khánh Nam. Anh chọn cô đó phải không? Rồi 10 giây bắt đầu. Lại em á. Anh không thích em cười tin không? Cười thôi. Con mắc căng vậy. Chứ cười mắng thôi. Mà căng vậy. Vâng. Dạ. Dạ. Khán giả không dễ, xin mời anh Khánh Nam chọn người tiếp theo. Lại em nha, đừng có giỡn nữa nha. Anh đang thua rồi đó. 10 giây dành cho anh Khánh Nam, bắt đầu. Điểm cho anh 3 triệu. Chúc mừng. Không nói gì vậy. Chúc mừng anh. Tôi nói cười điên lát tôi đưa hết 3 triệu. Trời ơi. Vâng thưa quý vị và các bạn. Và như vậy là đội của chị Thúy Nga và anh Khánh Nam, mỗi người có một khán giả bật cười. Và số điểm của chúng ta là 2 điểm. Tỷ số hiện đang là 4-2, nghiêng về đội của Thu Trang và đội của anh Thanh Tùng. Một tràng pháo tay để chúc mừng.